đại bồ tát ấy do đắc thần thông dị thục thù thắng nên quyết định chẳng nhập lại mẫu thai quyết định chẳng thọ lại thú vui dâm dục quyết định chẳng nhiếp thọ lại sanh nghiệp cũng lại chẳng bị tội lỗi trong đời sống làm nhiễm ô. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy khéo thấy khéo đạt tất cả pháp tánh đều như huyễn hóa. Tuy biết các hành đều như huyễn hóa, nhưng nương vào bi nguyện làm lợi ích hữu tình. Tuy nương vào bi nguyện làm lợi ích hữu tình, nhưng đạt được hữu tình và sự an lập ấy đều chẳng thể nắm bắt được tuy đạt được hữu tình và sự an lập ấy đều chẳng thể nắm bắt được nhưng có thể an lập tất cả hữu tình khiến họ an trụ trong pháp bất khả đắc nương vào lý thế tục chẳng nương vào thắng nghĩa Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa tu hành tất cả tịnh lự, giải thoát đẳng trì đẳng trí cho đến viên mãn sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xả ly sở tu là tịnh lự ba la mật đa, đại bồ tát ấy hành trí đạo tướng phương tiện dẫn phát, trí nhất thiết tướng an trụ trong đó, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí tương tục. Vì đại bồ tát ấy có thể đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục nên có thể tự lợi và lợi tha chính đáng vì Đại Bồ Tát ấy có thể tự lợi, lợi tha chính đáng nên cùng với tất cả trời, người, A Tố Lạc vân vân trong thế gian làm ruộng phước thanh tịnh có thể thọ nhận tất cả sự cung kính cúng dường của trời, người, A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Này thiện hiện như thế Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa do tâm lực vô lậu lìa các tướng nên có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác viên mãn tịnh lự ba la mật đa cũng có thể viên mãn các công đức khác lại nữa thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu bát nhã. Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy một pháp nhỏ nào thật có thành tựu, nghĩa là chẳng thấy sắc, thật có thành tựu, chẳng thấy thọ tưởng hành thức thật có thành tựu chẳng thấy sắc xanh chẳng thấy thọ tưởng hành thức xanh chẳng thấy sắc diệt chẳng thấy thọ tưởng hành thức diệt chẳng thấy sắc là loại tăng trưởng chẳng thấy thọ tưởng hành thức là loại tăng trưởng chẳng thấy sắc là loại tồn giảm chẳng thấy thọ tưởng hành thức là loại tồn giảm chẳng thấy sắc có chứa nhóm chẳng thấy thọ tưởng hành thức có chứa nhóm chẳng thấy sắc có ly tán chẳng thấy thọ tưởng hành thức có ly tán như thật quán sắc là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thọ tưởng hành thức là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại chẳng thấy nhãn xứ thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ thật có thành tựu, chẳng thấy nhãn xứ xanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ xanh, chẳng thấy nhãn xứ diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ diệt, chẳng thấy nhãn xứ là loại tăng trường, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ là loại tăng trường, chẳng thấy nhãn xứ là loại tổn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ là loại tổn giảm.